Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tịnh thất Bồng Lai và thái độ bất ngờ của ông Lê Tùng Vân cùng ba đồ đệ. Lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc tại tịnh thất Bồng Lai, còn có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và ba bị can bị tạm giam. Vị này chia sẻ với tin tức 24h TV như sau. Ông Lê Tùng Vân và ba bị can hợp tác không chống đối quá trình điều tra. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp đến quý báo chí sau. Trước đó, tin tức 24 h TV chúng tôi đã đưa tin Công an huyện Đức Hòa khám xét tỉnh Thất Bồng Lai, đồng thời làm việc với 14 người có liên quan. Mới đây, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp ở tỉnh Thất Bồng Lai, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Những người bị khởi tố gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi. Trong đó Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, ba người còn lại bị bắt tạm giam. Đại diện lãnh đạo công an tỉnh Long An thông tin, bốn bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 8 tháng 1, nguồn trên cho biết ông Văn đã về tỉnh Thất Bồng Lai, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây. Lý giải với chúng tôi về việc ông Lê Tùng Vân không bị bắt tạm giam, luật sư Nguyễn Thành Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định điều này là phù hợp bởi ông Vân có địa chỉ cụ thể và không có nguy cơ bỏ trốn. Bị can Vân đã 90 tuổi và đây cũng là một yếu tố để cơ quan điều tra xem xét cho tại ngoại. Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi thu thập được, Ông Tô Vận Thành, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên sản xuất kinh doanh xe thô sơ các loại, chính là người đã bán mảnh đất của mình, lấy 500 triệu hỗ trợ xây tỉnh thất bồng lai khang trang hơn. Ông kể với phóng viên, qua vụ gây rối ở tỉnh thất bồng lai thì ông biết đến nơi này và tìm tới thăm. Cảm động trước cảnh nhiều trẻ em mồ côi được nuôi và khuôn viên nơi này thiếu thốn, ông tìm tới gặp Lê Tùng Vân để xin xây lại. Sau đó ông bán miếng đất 500 triệu, tự thuê thợ, mua vật tư, còn trực tiếp nhiều tháng thi công tại tỉnh thất bồng lai. Căn nhà mái tôn khung thép rộng khoảng 150m2 đã được ông cùng nhóm thợ gia cố lại khung mái, xây mới tường gạch nền, trần và điện thờ. Thế nhưng quá thời gian nửa năm đi đi về về, ông đã nhận ra nhiều sự bất thường bên trong tịnh thất bồng lai. Theo ông, quãng thời gian đó, đồ ăn tại bếp của nơi này là mặn, chứ họ không hề ăn chay. Cả cách sinh hoạt nói năng cũng không giống người tu hành. Khi đó ông đã ngờ ngợ các bé nơi đây không phải trẻ mồ côi, có lần ông thỉnh tượng về cho tỉnh thất Bồng Lai và mời 10 cao tăng nơi khác đến tụng niệm, nhưng ông Lê Tùng Vân không tham gia lễ.